là tại vì cái chi đang rất là hạnh phúc mà mọi người không công nhận cái vấn đề đó, chỉ có một số người thôi, còn tất cả mọi người giờ đều đã thấy rõ ràng Khánh Chi đang rất hạnh phúc. Và ngày nào chồng Khánh Chi với chị Khánh Chi tay trong tay cũng ra shop, ngày nào cũng livestream cho mọi người coi. Đóng kịch thì đóng kịch một ngày thôi chứ tại sao đóng kịch cả dòng họ bên Khánh Chi và cả dòng họ bên chồng Khánh Chi đều diễn kịch hết hả? Chẳng lẽ giờ cả nguyên dòng họ Khánh Chi và cả dòng họ bên chồng Khánh Chi đều diễn kịch hết, 100 người mọi người diễn kịch hết cho các bạn coi? Và cuộc đời này đâu có cái gì quý giá bằng cái hạnh phúc gia đình đâu. Cái điều mà gia đình chồng yêu quý là Khánh Chi sống thật thà và có hiếu và biết binh tình binh lý. Con người sống thật thà và sống tốt sẽ được mọi người công nhận. Sáng nay ngày 1 tháng 9, hàng vạn người dân và du khách đã tập trung về khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để cùng tham gia lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân năm 2018 với phần hội là lễ Nghinh Ông Xuất Du. Đây là nghi thức rước linh vị ông đi qua các tuyến phố có đông người Việt gốc Hoa sinh sống và làm ăn buôn bán. Gần 1.000 người của các hội quán đã tham gia lễ hội, họ hóa thân thành những nhân vật truyền thuyết. Ngoài ra còn có gần 200 người luân phiên múa rồng xanh dài 49m. Lễ hội được tổ chức 2 năm một lần, có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. Từ lâu lễ hội này không còn là tín ngưỡng riêng của người Hoa ở Bình Thuận mà nó đã trở thành ngày hội của du khách và người dân địa phương. Sáng ngày 1 tháng 9, lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn sập một mố cầu treo chôn lôm bắc qua sông Cả ở làng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Mố cầu bị sập dài 6m, chiều cao nơi đứt gãy 14m. Khoảng hàng trăm khối bê tông đất đá đã bị lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đã ngăn đường, rào khu vực mố cầu bị sập, đợi nước lũ rút để các chuyên gia đánh giá tìm hướng khắc phục. Do cầu bị hỏng, khoảng 500 hộ dân tại 3 bản của xã Lạng Khê buộc phải đi đường vòng qua xã Tam Quan, huyện Tương Dương để tới trung tâm xã Lạng Khê với chiều dài hơn chục km. Cầu chôn lôm dài 174m, rộng gần 2,3m là cầu treo dân sinh, bắc qua sông Cả, nối trung tâm xã Lạng Khê với 3 bản vùng sâu, cách quốc lộ 7 hơn 1km. Cầu do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với kinh phí 5,2 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng cuối năm 2007. Với bộ váy xòe màu hồng lung linh, Hương Giang đã làm cho khán giả phải ngỡ ngàng khi xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu. Bên cạnh vẻ đẹp gợi cảm, Hương Giang đã cho khán giả của đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới Hoàng Vũ Thái Lan thưởng thức một màn biểu diễn tuyệt vời khi hát ca khúc Never Enough. Được biết Never Enough là bản OST phim Bridget Showman. Với nhiều nốt cao, đòi hỏi nhiều kỹ thuật từ người hát, ca khúc từng được nữ ca sĩ Lauren Arras thể hiện vô cùng thành công, gây tiếng vang khắp thế giới. Với Hương Giang, cô đã phải nỗ lực luyện tập trước đó rất nhiều để có thể hát thành công ca khúc này trên sân khấu nước bạn. Cuối cùng, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã có màn trình diễn đầy tự tin, nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ có mặt. Trước mặt quý vị và các bạn là trường mẫu giáo Tân Phước Hưng, một trong những điểm trường lẻ được huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng. Điểm trường có tổng diện tích hơn 650m², bao gồm 2 phòng học có đầy đủ trang thiết bị, với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó gần 50% kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ngôi trường mới khang trang này hứa hẹn sẽ giúp người dân nơi đây không còn phải vượt quãng đường xa đến tận trung tâm xã để đưa rước con em đến trường như trước đây. Trường bây giờ thì rất đẹp, nhưng mà sạch sẽ, thiết bị đồ thì cũng đầy đủ cho học sinh vậy đó. Thì cũng gọn ghẹ, còn như trường ở dưới thì nó nào ngay đi thì nó cũng xuống cấp rồi, cũng lâu năm rồi, thì nó cũng không có được như trên này. Thì mừng lắm, nói nào ngay đi, ai có cháu thì cho học đẳng thì cũng mừng dữ lắm, thì nó sạch sẽ đó. Không chỉ thế mà trong dịp hè vừa qua, tỉnh Hậu Giang đã đầu tư gần 40 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp một số điểm trường trung học phổ thông trong tỉnh. Riêng các huyện, thị, thành phố, mỗi nơi cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa hoặc xây dựng mới phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác tại nhiều điểm trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Chỉ tính riêng huyện Phụng Hiệp, với tổng kinh phí gần 9,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, huyện đã xây dựng nâng cấp 15 điểm trường với 79 phòng học được xây dựng mới. Hiện nay thì các huyện, thị, thành thì cũng phòng giáo dục cũng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cho chủ trương để hợp đồng giáo viên để đảm bảo được giáo viên đáp ứng được cái yêu cầu năm học và cũng chuẩn bị cho năm học mới. Thì ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc sở thì cũng phải rà soát đội ngũ giáo viên. Ngày khai giảng năm học mới đã gần kề, năm học này tỉnh Hậu Giang sẽ huy động gần 157.000 học sinh các cấp đến trường. Bên cạnh nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, giáo viên, ngành giáo dục tỉnh cũng đang tìm hiểu, thống kê những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới
để kịp thời hỗ trợ các em nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ học. Đây là đối tượng Cao Văn Thanh Sơn, sinh năm 1963, trú tại khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vừa bị công an thành phố Long Xuyên bắt giữ vào ngày 29 tháng 8 để điều tra về hành vi trộm tài sản. Qua điều tra, đối tượng Sơn khai nhận trước đó đã đến tỉnh xá Ngọc Long thuộc khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên để bẻ khóa, lấy đi một chiếc xe máy đang nằm trong sân chùa rồi đem sang Campuchia tiêu thụ. Còn đây là chùa Hưng Long, tọa lạc tại ấp Ninh Hiệp, xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Nơi đây vừa bị các tên đào chích ghé thăm, lấy đi toàn bộ số tài sản như bộ chân đèn, chuông. Được biết đây là lần thứ tư ngôi chùa này bị mất trộm tài sản. Chiều bữa nào tôi cũng xuống phá cửa hết, 6 giờ là phá, có khi trễ lắm thì cũng 6 giờ rưỡi mà không có tới 6 giờ rưỡi. Phá rồi là lên cúng thôi, rồi bữa đó là tôi đi xuống tôi phá, rồi cứ lên khóa cửa đó rồi lên sáng lại thì đi sớm. Như tôi đi sớm là tôi gửi đóng tiền điện ở bên huyện á, trễ đó rồi cái tài gửi tiền về, là tôi mở cửa đó là tôi thấy cửa này là tôi biết bắt đầu hết rồi, tại vì ổng khóa rồi không mất hết rồi. Còn đây là toàn bộ tang vật mà lực lượng công an thu giữ khi đối tượng Huỳnh Tấn Dũng, trú phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mang đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng khai nhận để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Dũng đã đột nhập vào một ngôi chùa trên địa bàn để lấy trộm các tài sản như các bộ chân đèn, bát hương để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi và khôn lường. Theo cơ quan công an, các cơ sở thờ tự bị mất trộm tài sản thường ở các vùng nông thôn, không có tường rào bảo vệ kiên cố, ít người trông coi. Ngoài sự tinh vi của các đối tượng trộm cắp, thì tâm lý chủ quan thiếu cảnh giác của nhà chùa cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng trộm cắp tài sản trong các cơ sở thờ tự diễn biến phức tạp. Các cơ sở thờ tự cần nâng cao ý thức cảnh giác cho việc giữ gìn tài sản, đặc biệt là bố trí cái người canh giữ, rồi là bảo quản các tài sản có giá trị, là không để những nơi mà dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy. Thứ hai nữa là cần phải là gia cố là cái hệ thống hàng rào, cửa nẻo, cần thiết thì lắp đặt cái hệ thống camera để giám sát. Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản trong các cơ sở thờ tự, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, thì các chư tăng, trụ trì các chùa cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ tài sản. Khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi, nên trình báo cho cơ quan chức năng, tránh những hậu quả khôn lường mà bọn tội phạm trộm cắp có thể gây ra. Hơn nữa, người dân khi đi thăm viếng các nơi thờ tự cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân để tránh gây mất mát. Chiếc xe đang chạy bon bon trên một tuyến quốc lộ với tốc độ khá nhanh, bất thình lình một người phụ nữ đi xe đạp từ bên đường băng ngang. Theo quý vị, liệu có thể xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc không? Chúng ta hãy cùng chứng kiến xem điều đó có xảy ra không. Ôi trời, chiếc xe ô tô đã kịp đánh lái tránh sang một bên, nhưng tài xế chắc là được một phen thoát tim. Còn người phụ nữ đi xe đạp kia phải thầm cảm ơn ông trời, vì ngày hôm nay mình đã thoát khỏi lưỡi hái của thần chết trong gang tấc. Tình trạng kẹt phà diễn ra lúc sáng sớm, kéo dài đến trưa cùng ngày vẫn chưa thuyên giảm. Nguyên nhân do là ngày nghỉ, nhiều người làm ăn xa, về quê, cộng với lượng khách du lịch đi tham quan vía bà Châu Đốc An Giang và Hà Tiên, Kiên Giang, nên các phương tiện đổ về rất đông, gấp đôi ngày thường. Bên cạnh đó, mực nước lũ lên nhanh và chảy xiết cũng đã làm chậm tiến độ di chuyển của phà. Để đảm bảo an toàn, số lượng phà được tăng lên 5 chiếc, nhân viên hướng dẫn cũng được tăng cường bố trí hướng dẫn đầu đổ và khu vực lên xuống phà. Chúng ta đang chứng kiến hình ảnh được camera hành trình ghi lại cho thấy hai vợ chồng ngồi trên xe ô tô biển số tỉnh Bắc Giang đang trò chuyện. Đến đoạn đường cong thì một chiếc xe máy chạy ngược chiều bỗng dừng té ngã trước đầu ô tô. Chỉ sau 2 giây thì những người trên ô tô mới tá hỏa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Chúng ta hãy cùng xem lại lúc chiếc xe máy ngã xuống. Một con bê con không biết từ đâu nhảy bổ vào chiếc xe máy. Rất may cả hai người đi xe máy không bị thương tích gì. Còn con bê sau cú tông đầy bất ngờ thì nhanh chóng chạy mất dạng. Hai cơ sở bị lực lượng chức năng kiểm tra đó là cơ sở massage Sông Hương và Thanh Tiền thuộc khu vực khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau. Tại cơ sở massage Sông Hương, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cùng thời điểm trên, tại cơ sở massage Thanh Tiền, lực lượng cũng phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm cùng một số tang vật có liên quan. Các đối tượng bán dâm đều là nữ nhân viên của hai cơ sở trên. Theo lời khai ban đầu, trong lúc massage, khi khách có nhu cầu, nữ nhân viên và khách thỏa thuận nhau mua bán dâm với giá 500.000 đồng mỗi lần. Hiện các đối tượng có liên quan đã được chuyển về cơ quan để tiếp tục xử lý.
Với sự sáng tạo và mày mò, anh Lê Minh Sang, ngụ xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, được xem là cha đẻ của đặc sản chà bông tôm khô. Với ưu điểm của mặt hàng tôm khô chà bông là người già trẻ em đều dùng được, nên sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng. Quy trình sản xuất của cái tôm khô và tôm khô chà bông á, là trước khi mình nhập nguyên liệu là phải toàn là đất sống 100% hết. Rồi sau đó mình mới qua luộc xong cho chín, rồi mình mới đem ra phơi. Rồi phơi xong á, mình mới bỏ vô máy đập. Khi mà đập xong rồi nữa thì mới bỏ qua mà bóc rúng. Xong đó, đó là cái sản phẩm của tôm khô. Còn cái tôm khô chà bông thì qua hai công đoạn nữa, đó là công đoạn bóc tim, lấy cái tim đen của cái giữa con tôm ra, thì lấy cái đường đen đó rồi mới qua cái công đoạn bỏ vô trong máy xay. Với chiếc máy làm chà bông tôm khô do anh Sang tự chế, bình quân mỗi lượt xay được 0,5 kg chà bông tôm khô. Trong thời gian khoảng 3 phút, trung bình khoảng 8 kg tôm đất nguyên liệu sẽ cho ra khoảng 1 kg chà bông tôm khô. Hiện chà bông tôm khô của anh Sang được bán đi ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.